ty chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, VN Index đã vượt mốc 1.000 điểm trong nhiều phiên trở lại đây. Song song với những lạc quan của giới đầu tư thì cũng có không ít những lo ngại về những rủi ro có thể xảy ra với thị trường chứng khoán. Vậy nhà quản lý thị trường sẽ có những chia sẻ và cảnh báo gì với thị trường chứng khoán? Các thành viên thị trường sẽ có nhận định gì về xu hướng của thị trường chứng khoán trong năm 2018? Tất cả sẽ có trong chương trình chứng khoán cuối tuần này với chủ đề VN Index vượt 1.000 điểm, rủi ro hay tiếp tục tăng trưởng? Thưa quý vị, bước sang năm 2018, thị trường chứng khoán đã chứng kiến nhiều phiên giao dịch sôi động. Sự gia tăng mạnh về khối lượng giao dịch cũng như giá trị giao dịch đã khiến cho VN Index vượt mốc kháng cự quan trọng 1.000 điểm và liên tục lập đỉnh cao mới. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi để có cái nhìn tổng quan về diễn biến của thị trường chứng khoán cũng như VN Index. Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017, chỉ số VN Index đã lập đỉnh khi đạt gần 985 điểm, tăng 48% so với thời điểm cuối năm 2016. Đây được coi là mốc đỉnh mới trong vòng 10 năm qua. Tuy nhiên, bước sang phiên giao dịch đầu năm 2018, VN Index tiếp tục vượt qua mức 995 điểm, tăng 11,53 điểm so với phiên ngày 29 tháng 12 năm 2017. VN Index tiến sát đến mốc 1.000 điểm. Với đà hưng phấn như vậy, VN Index đã chính thức chinh phục được mốc 1.000 điểm ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 3 tháng 1. Đóng cửa phiên giao dịch thứ hai của năm 2018, VN Index đạt 1.005,67 điểm, tăng 9,9 điểm so với phiên ngày 2 tháng 1. Khối lượng giao dịch đạt 237,2 triệu đơn vị, tương đương với giá trị giao dịch là 6.342,3 tỷ đồng. Theo các thành viên trên thị trường, thanh khoản thị trường thể hiện ở khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch tăng mạnh đã vượt qua các mức dự đoán ban đầu. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với cả dòng tiền nội và ngoại. Tôi nghĩ là vượt qua nhiều cái kỳ vọng của các thành viên ở trên thị trường. Nhưng mà cũng không có một cái sự gọi là khập khiễng nào. Ví dụ như là về cái điểm số thì tăng khoảng 50%, nhưng đồng thời giá trị giao dịch cũng như là cái quy mô vốn hóa là đều có cái sự tăng tương ứng hoặc là tăng nhiều hơn. Cái yếu tố thanh khoản của thị trường đang tăng trưởng rất mạnh. Điều đó nó thể hiện sự quan tâm của nhà đầu tư, cả nhà đầu tư nội hay là nhà đầu tư nhà hay là nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường. Vì năm nay rõ ràng cái yếu tố kinh tế vĩ mô là thuận lợi. Cái dự báo tăng trưởng lợi nhuận, doanh thu của các doanh nghiệp cũng là rất là tốt. Và do đó thì cái triển vọng của thị trường chứng khoán nhìn chung và dài hạn là lạc quan. Các quỹ mở thì cũng liên tiếp huy động được thêm vốn qua cái việc là phát hành thêm được chứng chỉ quỹ. Điều này nó cộng hưởng cái yếu tố của nước ngoài và cái tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư trong nước đã khiến cho nhiều nhà đầu tư nghĩ đến là chỉ số VN Index có thể tiến lên cái vùng đỉnh lịch sử của năm 2007 ở quanh ngưỡng khoảng 1.100-1.150 điểm. Cho do đó thì cái dòng tiền vào thị trường rất là tương đối là mạnh dạn và mạnh mẽ, đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, và chính điều này nó thúc đẩy cho các chỉ số tăng khá là tốt trong giai đoạn vừa qua. Sự phát triển của thị trường trong năm 2017 là sự tích lũy lâu dài của dòng tiền cũng như nhiều yếu tố hỗ trợ từ vĩ mô đến chính sách. Đây là cơ sở để thị trường vốn tiếp tục phát triển bền vững và phát huy hiệu quả. Cái kết quả đấy đến ngày hôm nay tôi đánh giá là kết quả rất là thành công cho thị trường chứng khoán Việt Nam, vì cái sự tăng trưởng về quy mô là cái điều kiện tiên quyết để xây dựng một cái thị trường vốn tốt và bền vững và vững mạnh. Về điểm số thì năm vừa rồi thì tập trung rất là nhiều vào những cái mã nằm trong VN30 được tăng trưởng về điểm số. Trong năm 2018 thì tôi nghĩ là sẽ tập trung nhiều hơn vào các cái ngành chủ đạo mà có tính tăng trưởng bền vững và có cái sự hưởng lợi nhiều từ nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng. Theo đại diện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sự tăng trưởng về mặt thanh khoản sẽ càng nâng cao tính hấp dẫn của thị trường. Vị đại diện này cũng đưa ra khuyến nghị, bản chất của thị trường chứng khoán là rủi ro, đặc biệt là khi đầu cơ lướt sóng, nhưng nếu dòng tiền đi theo xu hướng đầu tư dài hạn thì sẽ an toàn và thành công hơn. Trong lúc tăng trưởng thì đằng sau tiềm ẩn nó có những cái rủi ro, nó có thể lúc tăng lúc xuống mọi cái, nhưng mà về mặt cơ bản là nếu mà có sự tăng trưởng chắc chắn người ta sẽ nhìn vào mình, và người ta nhìn vào mình người ta sẽ có những cái trong cái chiến lược đầu tư của họ. Và tôi nghĩ là cái lời khuyến nghị thì tôi nghĩ là thị trường chứng khoán bản chất là thị trường đầu tư là trung và dài hạn.
thì các nhà đầu tư hãy nhìn vào thị trường chứng khoán với một cái tâm thế là mình đầu tư vào dài hạn thì sẽ là thành công. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang tăng mạnh về thanh khoản và quy mô, VN Index tiếp tục lập những đỉnh cao mới. Đây là tiền đề giúp thị trường chứng khoán ngày càng tăng trưởng và trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả của nền kinh tế. Năm 2017 thực sự là một năm đáng nhớ với rất nhiều những cảm xúc của thị trường chứng khoán khi hàng loạt con số liên tục lập đỉnh. Vậy những yếu tố nào đã hỗ trợ cho thị trường chứng khoán cũng như là VN Index? Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Tăng trưởng kinh tế cả năm 2017 đạt 6,81%, mức cao nhất kể từ năm 2011 trở lại đây, dẫn đầu trong các nước ASEAN, lạm phát thấp, lãi suất tiếp tục giảm, duy trì mặt bằng thấp, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 28 tỷ đô la Mỹ, tăng 53% so với cùng kỳ của năm. Đây là những con số đủ sức thuyết phục cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng tốt, tình hình vĩ mô ổn định. Đây chính là yếu tố đầu tiên trong đà tăng của thị trường nói chung, của VN Index nói riêng. Đà tăng của thị trường được củng cố bởi những cái yếu tố nền tảng rất là cơ bản. Trong đó có thể kể đến là cái sự tăng trưởng của nền kinh tế và cái tăng trưởng lợi nhuận rất là bền vững của doanh nghiệp, cái định hướng chính sách mang tính nới lỏng của ngân hàng nhà nước. Sự tăng trưởng kinh tế của chúng ta trong năm 2017 đạt khá là tốt và đạt vượt cái kỳ vọng của các giới phân tích. Và điều này cho thấy cái tâm lý lạc quan hơn về cái đà tăng trưởng, đà hồi phục kinh tế sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2018. Bên cạnh đó, sự hoàn thiện của khung pháp lý, sự ra đời của các sản phẩm phái sinh đã tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng của thị trường. Năm 2017 thì chúng ta đã khai trương được cái thị trường chứng khoán phái sinh. Thì sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh là một cái sự kiện chúng tôi đánh giá rất là quan trọng, bởi vì cùng với thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu thì thị trường phái sinh ra đời nó tạo ra một cái thế kiêng ba chân rất là vững chắc trong cái cơ cấu của thị trường tài chính. Trong năm 2017 vừa qua, chúng ta có thể chứng kiến nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn ảnh hưởng đến index, cụ thể nhất như là trường hợp của Vinamilk. Có thể nói như trường hợp mà thành công thoái vốn của SCIC tại Vinamilk đã ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu, khiến cho giá cổ phiếu Vinamilk tăng rất là mạnh, và chính vì vậy là cũng đẩy cho VN-Index tăng rất là cao trong năm 2017. Đồng thời, sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu hướng tới những thị trường mới nổi. Trong bối cảnh đó, Fitch nâng hạng tín nhiệm Việt Nam lên mức tích cực đã đưa Việt Nam trở thành một thị trường sáng giá. Khối ngoại mua dòng kỷ lục từ đầu năm 2017 đến nay đã hơn 27.000 tỷ đồng. Cái điểm đặc biệt của sự bán vốn nhà nước trong năm 2018 ấy là cái khoản mà nhà nước bán ra nó đủ lớn. Nó dẫn đến các cái giao dịch ở quy mô lớn và nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao để thực hiện các giao dịch đó. Thì những cái việc này ấy là trước đây là chưa từng có. Cái đợt IPO, những đợt thoái vốn nhà nước hoặc là cái việc mở Zoom cho các nhà đầu tư nước ngoài đã mở ra một cánh cửa rộng hơn cho cái lượng vốn ngoại, và nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang kỳ vọng là chúng ta có thể đạt đủ những cái điều kiện để có thể nâng hạng thị trường. Và cái tâm lý đấy họ dẫn đến một cái làn sóng đầu cơ theo cái mục đích là đi trước đón đầu, và khiến cái dòng vốn nước ngoại họ đổ vào thị trường chúng ta rất là mạnh. Bên cạnh dòng vốn ngoại thì dòng vốn nội cũng là một nguồn lực tạo đà tăng của chỉ số VN Index trong thời gian qua. Những năm trước, thị trường chứng khoán vẫn thường bị cho là một kênh đánh bạc nhiều rủi ro. Tuy nhiên những năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng tỏ là một kênh huy động vốn hấp dẫn và hiệu quả. Cái giao dịch của khối ngoại mặc dù có lớn thì tuy nhiên nó cũng chỉ chiếm đâu đó khoảng tầm 20-25% giá trị toàn thị trường. Còn lại cái phần 75% còn lại vẫn đến từ các nhà đầu tư nội. Và do đó thì chắc chắn rằng cái vai trò của nhà đầu tư nội vẫn làm cái vai trò chủ đạo trong một cái xu thế tăng trưởng chung của thị trường chứng khoán. Là xét về tỷ trọng thì giao dịch khối ngoại, giao dịch của nhà đầu tư nội vẫn là cái dòng tiền mang tính chi phối và chiếm tỷ trọng áp đảo so với dòng tiền ngoại, và đây chính là dòng tiền đã quyết định và đã tác động chính giúp cho chỉ số VN Index tăng điểm. Và cái dòng tiền này chảy vào thị trường chứng khoán là bởi cái sức hấp dẫn của thị trường, bởi cái sự tăng trưởng với cái nền tảng vững chắc từ nền kinh tế cũng như từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các yếu tố trên đều có sự tương tác bổ trợ và là tiền đề để giúp cho thị trường nói chung, VN Index nói riêng tiếp tục vượt đỉnh và xác lập những mức kỷ lục mới. Mặc dù thị trường chứng khoán trong thời gian qua đã tăng trưởng khá tích cực, tuy nhiên thì cũng có không ít những lo ngại về những rủi ro có thể xảy ra với thị trường chứng khoán, cũng như là tính bền vững của thị trường. Trước mắt là áp lực chốt lời của nhà đầu tư đang hiện hữu, tuy nhiên thì vẫn có những nhận định cho rằng thị trường chứng khoán vẫn có thể tiếp tục tăng nữa trong năm 2018 và còn có thể tiến đến mốc 2.000 điểm.
Vậy nhà quản lý thị trường sẽ có những chia sẻ và cảnh báo gì đối với thị trường chứng khoán? Các thành viên thị trường sẽ có nhận định như thế nào về xu hướng của thị trường chứng khoán trong năm 2018? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Mặc dù chỉ số VN Index liên tục vượt lên các tầm cao mới và vượt qua ngưỡng 1.000 điểm, nhưng các chuyên gia cho rằng P/E của thị trường hiện nay đang đắt so với các nước trong khu vực. Tăng trưởng giá cổ phiếu nó cao hơn rất nhiều và nhiều so với tăng trưởng lợi nhuận. Và điều đấy dẫn đến một cái việc, đấy là định giá của thị trường chứng khoán của Việt Nam tăng lên rất là nhanh. Đấy, VN Index tăng 48%, tăng trưởng lợi nhuận tăng 23%. Thì hệ quả là gì? Định giá thị trường tăng, có nghĩa là Việt Nam đang đắt lên. Thì vào thời điểm cuối năm 2017, định giá PE của VN Index là 19.2, tăng 24% so với cuối năm 2016. PE tăng lên 19.2 thì Việt Nam không còn là rẻ so với các thị trường trong khu vực. Vào thời điểm đầu năm thì chúng ta luôn tự nói rằng là Việt Nam vẫn hấp dẫn so với các thị trường trong khu vực bởi vì định giá của chúng ta rẻ. Nhưng mà thời điểm này chúng ta không hề rẻ nữa rồi. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, mặc dù kinh tế vĩ mô ổn định, luồng tiền vào thị trường tăng trưởng khá, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro với thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư cần chú ý cẩn trọng đầu tư vào các mã cơ bản tốt. Cái sự tăng trưởng của thị trường thì nó đi kèm theo nhiều yếu tố, liên quan đến yếu tố là cung hàng ra tốt, tình hình kinh tế vĩ mô của chúng ta tốt, thứ hai là cái sự hồ hởi tham gia của các nhà đầu tư, sự tham gia của dòng vốn ngoại tốt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà đầu tư thì mình nhà đầu tư thì phải nên có những cái nhận định mà cho nó đúng đắn, nhận định mà phải biết rằng đây là những cái đầu tư tiềm ẩn những cái rủi ro, hãy đầu tư vào những cổ phiếu có giá trị. Hiện nay là thị trường chứng khoán bùng lên, nhưng mà thực chất của cả cái cấu trúc tài chính ngân hàng nó là thế nào, cái nền tảng của nó vững đến đâu, các cái vụ án mà cũng đang sắp sửa xử ấy, nó sẽ đụng chạm đến như thế nào. Tôi cho rằng là cái nền tảng của hệ thống ngân hàng nó vẫn còn khá là yếu. Đây. Rồi ấy, nhà nước, bộ máy cơ chế vẫn còn cồng kềnh lắm. Và tôi xin nói rằng cái này là Thủ tướng cũng nói, mà cũng chỉ ra thẳng thôi, thẳng thắn thôi, chứ chẳng có cái gì phải bí mật cả. Tức là giải quyết được một cái thủ tục thì đúng đến một nhóm lợi ích. Nhà quản lý cũng chia sẻ thêm, việc tăng trưởng nóng của cho vay margin trong thời gian gần đây cũng là yếu tố đáng lo ngại, khả năng cũng sẽ có những phiên điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng đầu năm 2018 được nhận định là vẫn còn nhiều cơ hội khi thị trường đang mong chờ những doanh nghiệp lớn tiếp tục thoái vốn cổ phần hóa và lên sàn chứng khoán. Có nghĩa là khi có câu chuyện thoái vốn và thoái vốn ở mức giá cao thì thị trường luôn đẩy cái giá lên cái mức mà giá đâu đấy quanh cái giá của thoái vốn, và như vậy là kéo các cái giá của cổ phiếu này tăng. Vinamilk và Sapeco đều cổ phiếu vốn hóa rất lớn. Và khi mà kéo giá lên thì chắc chắn là cũng ảnh hưởng đến VN Index. Câu chuyện ngoài cơ bản thứ hai đấy là cổ phiếu mới lên niêm yết. Có khá nhiều cổ phiếu mới lên niêm yết có đóng góp lớn đến chỉ số, kể như ở đây đấy là Petrolimex, Vietjet Air, Vincom Retail. Và nhờ có Vincom Retail hoặc có thể có VinFast nữa thì còn chúng ta có Vincom. Vincom là cổ phiếu đóng góp lớn thứ hai vào chỉ số VN Index năm 2017. Thì đặc điểm của các cổ phiếu này khi lên niêm yết thì tôi nhận ra một điều cũng giống như khoảng cuối năm 2016. Đấy là các cổ phiếu lên sàn với cái giá gọi là khá là mềm. Và điều đấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là bản thân thị trường đã định giá các cổ phiếu này cao hơn với cái giá lên sàn. Thì chắc chắn là khi lên sàn với giá mềm như vậy thì kiểu gì giá nó cũng sẽ tăng. Và nhờ giá tăng như vậy thì nó kéo VN Index tăng lên. Đây là một yếu tố mang tính chất rất là kỹ thuật và nó kéo VN Index. Cùng với cái xu thế của các nước trên thế giới, thị trường chứng khoán thế giới cũng đang mang lại cái niềm tin cho nhà đầu tư. Và chính vì những lý do và nhiều lý do khác nữa, thể chế chính sách, kinh tế thì phát triển, chính trị thì ổn định, thì tôi cho rằng là năm 2018 VN Index hoàn toàn có thể chạm ngưỡng 2.000 điểm. Có cả doanh nghiệp còn tin tưởng rằng chỉ số VN Index còn có thể tiếp tục bứt phá và hướng tới mốc 2.000 điểm. Đang dự báo VN Index lên các điểm cao mới thì có nghĩa rằng các cổ phiếu lớn, những cổ phiếu đầu ngành sẽ tiếp tục sự thu hút sự quan tâm của phía các nhà đầu tư. Thì đặc biệt điển hình vào quý 1 năm 2018 tới thì có PVOI, PP Power cũng như là Bình Sơn sẽ
sẽ thu hút sự quan tâm đấu giá, rồi thu hút sự quan tâm rất lớn. Thì rõ ràng theo tính, theo xếp hạng định giá cũng như là cái triển vọng, rõ ràng là PVOI cũng sẽ được hấp dẫn nhiều hơn cả, mặc dù cũng sẽ không được bằng VLX. Trong bối cảnh VN Index liên tục tạo đỉnh, hàng loạt doanh nghiệp lớn đầu ngành được đưa lên sàn, sự sàng lọc vẫn diễn ra mạnh mẽ. Các nhận định đều cho rằng nếu không có sự chuẩn bị kỹ về chiến lược đầu tư, niềm vui sẽ khó đến với nhà đầu tư đại chúng. Chương trình chứng khoán cuối tuần này xin được khép lại tại đây. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.